Nếu có phải rằng bị nám là phải đến spa, phải đến thẩm mỹ, làm những biện pháp peel da, lăn kim, phi kim, laser. Nếu có phải nám là phải bôi, phải mua những cái bộ sản phẩm đắt tiền của Obagi, của ZO từ 10 đến 20 triệu. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Tiến Đạt Official. Video này sẽ dành cho các chị em không có đủ thời gian để đến và làm những cái biện pháp chăm sóc da tại các cơ sở spa. Thì đây sẽ là 5 hoạt chất giúp cho các bạn có thể bôi trị nám một cách đơn giản và hiệu quả tại nhà. Nào, cùng bắt đầu vào video thôi. Thành phần số 1, Azelaic Acid. Thì Azelaic Acid là một trong thành phần khá nổi tiếng rồi. Nó được sử dụng rất nhiều trong các vấn đề về mụn trứng cá. Tuy nhiên, với những vấn đề về sắc tố da, đặc biệt là vấn đề về nám, tàn nhang hay thâm mụn, thì Azelaic Acid cũng là một trong những hoạt chất đem lại hiệu quả rất cao. Ưu điểm thì ngay từ đầu, bởi vì nó có tác dụng trị mụn trứng cá nên nó cực kỳ phù hợp dành cho những chị em mà vừa gặp phải vấn đề về mụn, vừa gặp phải vấn đề về nám hay thâm. Ưu điểm số 2 đó là Azelaic Acid thường có cái nguy cơ kích ứng rất thấp so với những hoạt chất khác, ví dụ như hydroquinone. Mặc dù hydroquinone khi chúng ta so sánh có thể thấy là nó là một hoạt chất trị nám rất mạnh, nhưng kèm theo đó nguy cơ kích ứng mẩn đỏ rát cũng vô cùng cao. Thì ngược lại, mặc dù Azelaic Acid đưa ra cái hiệu quả trị nám nó chậm hơn, nó từ từ và nó đồng đều, nhưng cái nguy cơ kích ứng của nó lại vô cùng thấp. Một ưu điểm nữa của Azelaic Acid đó là cái thành phần này thường có giá thành khá là rẻ. Một số ống tuyếp có Azelaic Acid thường chỉ rơi vào từ 1 đến 300 nghìn thôi, thì nó không quá là cao so với những sản phẩm khác chứa hydroquinone. Ví dụ một tuyếp của Obagi có thể lên vài triệu. Nồng độ khuyến cáo khi sử dụng Azelaic Acid trong trị nám và các vấn đề sắc tố da thì là từ 15 đến 20%. Số 2 đó là niacinamide. Thì đây là một dạng của vitamin B. Niacinamide cũng là một cái hoạt chất rất thường dùng trong các vấn đề về cả mụn trứng cá nữa. Và thứ hai, nó có một cái ưu điểm tốt mà các thành phần khác khó có được, đó là niacinamide cũng có khả năng phục hồi da khá là ổn. Giống với Azelaic Acid, niacinamide cũng có cái nguy cơ kích ứng không quá cao, vì thế nó có thể sử dụng được kết hợp với các thành phần trị nám khác và cũng có thể dành cho những trường hợp mà da các chị em bị cả mụn trứng cá cũng như bị cả vấn đề về thâm và nám. Cơ chế giúp sáng da của niacinamide cũng hơi khác so với các thành phần khác ở trên. Thứ nhất là nó sẽ ức chế cái quy trình vận chuyển của sắc tố da từ tế bào sản xuất sắc tố lên bề mặt da. Thì bạn hãy tưởng tượng rằng trong da của mình có một cái nhà máy nó chuyên sản xuất sắc tố, và sau đó những cái chiếc xe tải sẽ đưa dần nên nó lên từng bề mặt da, từng tế bào trên bề mặt da. Và khi đó thì da mới bắt đầu tăng sắc tố, da bắt đầu sẫm màu. Thì với niacinamide nó sẽ ức chế quá trình vận chuyển, tức là sắc tố da sản xuất ra nhưng nó bị ứ trệ, nó bị ứ động, nó không thể nào đưa được trên bề mặt da, và từ đó nó giúp da càng ngày càng sáng mà sắc tố da càng ngày càng giảm hơn. Nồng độ được khuyến cáo khi sử dụng niacinamide đó là từ 10 đến 20%. Tuy nhiên với những cái bạn mà mới sử dụng ấy thì mình chỉ khuyến cáo sử dụng từ 10% thôi, để 20% thì đôi khi nó sẽ khá mạnh cho những bạn là mới bắt đầu sử dụng. Thành phần số 3 đó là vitamin C. Thì vitamin C có lẽ là một thành phần quá nổi tiếng trong chăm sóc da rồi, nó có vô cùng nhiều ưu điểm. Thứ nhất đó là có ưu điểm là ức chế sắc tố da rất tốt. Vitamin C nó cũng vừa giúp ức chế sắc tố da bằng cách ức chế enzyme tyrosina. Thứ hai là nó có khả năng giảm cái tác hại của ánh sáng mặt trời trên da. Bạn cứ tưởng tượng rằng một ngày mình đi ra ngoài ánh sáng mặt trời này, hôm đấy mình quên bôi kem chống nắng, mình ra biển, sau đấy khi mà tiếp xúc ánh sáng mặt trời gay gắt thì hôm đó có thể da mình bị đỏ, bị bỏng, bị rát. Thì cái tác dụng của vitamin C nó sẽ rất hay, đó là khi mà mình bôi đủ lượng vitamin C và bôi trước khi sử dụng kem chống nắng, trước một lớp kem chống nắng dày, thì khi đó khi bạn ra ngoài nó sẽ giúp giảm tác hại của ánh sáng mặt trời trên da. Điều số 3 mà hầu như các thành phần khác khó có được của vitamin C đó là nó sẽ giúp cho chống lão hóa, chống oxy hóa cực kỳ tốt. Tức là với vitamin C ấy, bạn có thể vừa bôi lâu dài này, vừa có tác dụng trị nám này, nó lại còn giúp cho quá trình lão hóa da của mình càng ngày càng chậm đi. Nồng độ vitamin C được khuyến cáo khi sử dụng thì là từ 10 đến 20%. Và một cái nữa đó là vitamin C có thể kết hợp được với một số thành phần khác. Ví dụ như một số hãng đã có những cái sản phẩm ví dụ C kết hợp với Accutin này. Những cái sản phẩm như vậy nó sẽ giúp cho cái quá trình chăm sóc da nó tối giản hơn và nâng cao cái hiệu quả của những thành phần này lên hơn. Thứ tư đó là Accutin. Thì như tất cả mọi người đều biết, hydroquinone có lẽ là một trong những cái hoạt chất vàng trong điều trị nám hay tất cả vấn đề về sắc tố. Thì đến hiện nay thì rất khó có hoạt chất nào có thể so sánh với HQ về khả năng giúp cho da sáng này, sáng bật tông này, giúp giảm nám nhanh như thế. Tuy nhiên kèm với cái việc mà giúp quá trình nám, sắc tố da cải thiện nhanh chóng thì hydroquinone cũng có khá nhiều nhược điểm. Thứ nhất là nó sẽ không thể sử dụng lâu dài, và khi mà bạn ngưng cái quá trình sử dụng HQ ấy thì cái quá trình sau đó da có thể bị sạm hơn.
Thứ hai đó là cái nguy cơ kích ứng, bong chóc, đỏ rát khi sử dụng HQ là khá cao. Thứ ba là nó cũng có cái nguy cơ là bị tăng sắc tố hay bị sạm da lại. Tức là khi mà HQ là một cái sản phẩm giúp ức chế sắc tố rất mạnh, nên nếu bạn đã không có quá trình bảo vệ, không có quá trình chăm sóc da tốt kèm theo nó, thì khi bạn bôi HQ, nguy cơ bạn bị đen hơn nó còn rất cao. Chính vì thế thì người ta đã nghiên cứu và tìm ra Acutin. Acutin thực ra chỉ là một cái dẫn xuất của HQ mà thôi. Nó có cái ưu điểm của HQ đó là có khả năng ức chế sắc tố da cũng rất mạnh, nhưng nó đã loại bỏ rất nhiều nhược điểm của Hydroquinone. Một là nó có thể sử dụng được trong thời gian dài hơn. Thứ hai đó là nó sẽ giảm cái nguy cơ mẩn đỏ rát kích ứng hơn. Thứ ba là thậm chí nó có thể sử dụng bôi kết hợp với một số thành phần khác, ví dụ như là vitamin C vậy. Và số 5 cuối cùng đó là tẩy da chết AHA. Tại sao lại là tẩy da chết ở đây? Thì bạn có thể tưởng tượng rằng da mình giống như một cái vỏ cây vậy. Thì khi mà bạn tẩy da chết, tức là mình đã nột đi cái lớp vỏ bên ngoài, thì cái lớp vỏ bên ngoài đấy, lớp da mà bị xỉn màu, lớp da bị tăng sắc tố đấy, khi nó thay một lớp tế bào mới, thì lớp tế bào mới này sẽ luôn luôn sáng hơn, mịn màng hơn. Và nếu bạn làm thường xuyên thì nó sẽ giúp cho da kích thích sản xuất những tế bào mới tốt hơn. Một điều nữa mà rất hay đó là khi mà bạn tẩy da chết thường xuyên ấy, thì việc mà mình bôi những cái sản phẩm, những cái hoạt chất giúp trị nám lên, nó sẽ giúp tăng tính thẩm thấu tốt hơn và giúp cái quá trình ấy tăng hiệu quả hơn. Và cuối cùng, ở trong tẩy da chết ấy, thì một số loại tẩy da chết AHA nó cũng góp phần rất nhiều vào trong quá trình ức chế sắc tố. Với tẩy da chết AHA sẽ tùy vào tình trạng da của từng người, mình sẽ sử dụng từ 1 đến 2 lần trên tuần. Tổng kết lại thì đây là 5 hoạt chất giúp cho bạn có thể bôi và trị nám một cách hiệu quả và an toàn tại nhà. Tuy nhiên, cuối cùng thì vẫn phải có một cái khuyến cáo, đó là kể cả bạn bôi và chăm sóc da hoặc làm bất kỳ phương pháp nào liên quan đến trị nám, thì cái việc bôi kem chống nắng ngày ít nhất 2 lần là vô cùng quan trọng và phải luôn luôn bôi dày vùng da bị tăng sắc tố. Ok, và xem hết và hiểu hết những cái hoạt chất mà có thể sử dụng tại nhà. Và nếu bạn nào đang băn khoăn không biết cách sử dụng thế nào thì hãy comment xuống bên dưới để mình có thể giải đáp thắc mắc và chia sẻ cách sử dụng đến cho từng người để bạn có thể chăm sóc da một cách hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Nếu thấy video hữu ích hãy ấn like và subscribe để chia sẻ kiến thức đến nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.